Thiệt chứ bộ nhìn một cái con. Hello cả nhà ơi, con bạch tuộc luộc xong nó như vậy nè cả nhà. Cắt đi, cắt miếng. Trời ơi nó ngon. Trời nó ngon. Mình có cho nửa lon bia vô cả nhà. Cho tí xíu nước và cho nửa lon bia vô. Trời ơi nó mềm, nó ngon gì đâu luôn á. Mình tụi mình ăn với mì gói ha. Trời ơi cắt ra nhìn nè. Chấm miếng muối đưa qua đây, đưa ống kính, đưa ống kính. Đưa ống kính mời mời cả nhà cùng ăn chung nha. Mời cả nhà cùng ăn chung với con nha. Trời má quê quá sợ luôn. Ăn đi Văn, ăn nhanh lên đi, đặng mình lấy cái giỏ. Rồi. Cái con này em nói với chị nha, cái con này là tính ra là bằng 11 con đó nha. Rồi vậy ta lấy con lớn đó ăn. Ai cho mày ăn rồi đó nha. Mày không có được ăn nữa nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hồng Vân Family Cuộc Sống ở đây. Đây cả nhà ơi, hôm nay tụi mình đang ở ngoài biển, đang cưa cây. Tụi mình đang cưa làm củi cả nhà ơi. Hello cả nhà ơi, bọn mình đang nướng thịt đây cả nhà ơi. Anh xã Vân đang nướng thịt. Anh xã vô. Anh vô cả nhà. Anh xã anh đang nướng thịt. Khói quá trời luôn. Đây thịt heo. Thịt heo và bắp nướng mỡ hành ha cả nhà. Đây miếng thịt heo và bắp nướng mỡ hành. Đây miếng thịt rất là to luôn. Thôi miếng thịt rất là to và mình nướng cho nó chín. Nướng hơi lâu một tí xíu, nướng cho nó chín rồi bắp nướng, lăn lên chiếc mỡ hành lên. Có loại bắp đen đen nữa cả nhà. Cái cục bắp màu đen. Không phải là màu đen đâu, nó thực chất nó là màu tím nhưng mà bắp màu đen. Bắp màu tím. Ôi cháy nha. Nó cháy. Quá trời. Hello cả nhà ơi, bọn mình xong rồi, bọn mình có thịt nướng rồi đây cả nhà. Bọn mình sẽ gói với lại cua Minh Tráng, rau sống. Phải chơi hàng hiệu. Cá mập nghe mới ghê, đâu ra. Cá thịt tụi mình đem dịch ra, rổ rau nè cả nhà. Có rổ rau. Đó. Giờ cho bắp nó rổ rau. Đèn ở bên đó, vậy bên này không có thấy. Vô đây con, vô đây. Trời ơi. Đây. Đây ấy thịt đi cả nhà. Đây đông đông cho vui. Đấy, thịt mình ơi. Vừa tới luôn. Wow, cái đèn đó được ta về. À về để đây nè. Tới luôn. Ba cây của tụi con. Wow. Quá rồi, quá trời. Quá trời luôn rồi. Lượn quốc ơi. Quá trời luôn rồi. Hình đi ăn đi. Cũng đã. Để đây. Ừ vậy cũng được đi. Ừ vậy đi. Vậy đi sáng đó. Giờ ngồi xuống ăn nè, ấp bộ. Đó vậy đó sáng. Sao rồi con? Mấy giờ vô nhìn ba? Ngồi xuống đi. Đây. Ăn lẩu bắp bữa lại ăn nè. Con muối nè. Xuống ăn. Con muối nè. Đương nhiên đi. Có nước mắm mà muối gì nữa. Đèn không đủ sáng. Không đúng chút độ. Rồi em đứng đây em quay cho chị luôn đi. Hello cả nhà ơi, chào cả nhà buổi sáng. Bây giờ là 5 giờ rưỡi sáng cả nhà ơi. 5 giờ rưỡi sáng ở ngoài biển. Sóng biển giạt đà giàu luôn cả nhà. 5 giờ rưỡi sáng. Tối hôm qua tụi mình ở đây qua đêm á. Các bạn có nghe thấy tiếng nhạc không? Tối hôm qua là sáng đêm không ngủ luôn á. Nên ở đây chưa có thấy mặt trời ra. Mặt trời ra chắc có lẽ là rất là đẹp, cho nên đợi chờ mặt trời ra Vân sẽ quay cho các bạn xem nha. Ở ngoài bên kia mặt trời sắp lên rồi cả nhà. Hả? Mặt trời sắp lên rồi nè. Rất là đẹp luôn.
luộc xong. Bọn mình luộc xong lời cua rồi nè cả nhà ơi. Giờ mình dắt cái nước này ra ha. Dắt cái nước này ra. Quá nóng. Giờ mình đổ ở đây cả nhà ơi. Y gan cua đồng ngày xưa của mình ha. Y gan với cua đồng bây giờ cua đồng khó kiếm nữa chứ. Bắt được mấy con cua này. Hello cả nhà ơi, mời cả nhà cùng ăn cua với hai chị em Vân nha. Mới luộc xong nồi cua nè cả nhà. Luộc xong nồi cua siêu to khổng lồ kìa. Quá trời giặt luôn. Giặt có nhiều gặp. Có nhiều gặp lắm nè. Mẹ ơi, tôi muốn ăn cái này phản xe. Rồi qua đây. Qua đây nhanh lên. Qua đây nè. Tôi ăn xe phản xe. Qua đây phản xe nè. 1, 2, 3 qua đây. Lấy cái ghế qua ngồi. Không nhau, nó đi tóc rất chờ. To à? Xách cái ghế qua nè. Chối đâu rồi. Chắc họ là. Ngon. Ngon quá. Ôi, giặt nó béo. Nó béo cực kỳ con lửa. Mẹ ẩu, nó rất là ngon. Nó bằng là cái này. Hảo cua. Ừ, ngon quá. Siêu to khổng lồ. Ngon quá. Con mực mới là con siêu to khổng lồ. Trời ơi. Dạ đúng không? Đúng không? Dạ mà đã rồi. Rồi. Nghe được. Học tốt lắm. Cô hút nước. Lấy rồi cho bà. Chưa. Đa 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 đa. Không làm gì không được đâu, mình làm được. Y sai y sai lăng tinh tinh, mang thiên đô sư xào xinh xí. Vô dê, vô hay áo chứ. Hay áo chứ. Ăn không? À. Ăn ngon quá cả nhà. Thế sự nó như một xoài à? Có cái là nó hơi to một tí xíu. Ông đẹp trời. Cái này mà không luộc nó hết ngon. Chiều nay là hết ngon rồi đó. Nó gần đó. Không, mình luyện nó chứ không bị gì chân á. Mình luyện nó cái gần của mình có khi. Trời ơi, hai người quay mà hai người té đất luôn. Nhìn nè. Chú tạo là gì chứ. Lại đây nè, con cua nè. Đi lại đây quay cái coi con cua nè. Nhìn màn hình nha, không đẹp đẹp ạ. Cô nhìn con cua. Thanh hậu à. Quá trông ngon. Cái hồ tôi số tặng tao rồi. Nhi số chị thổ nó bên tặng tao là. Ai, nhớ là chiến thần tô chứ rồi những cái này. Thay tao tôi đây. Cô lái à? Nhi số chị tặng tao là. Nhi một chữ tặng, họ mình tôi in truyền rồi, một chữ giang, một chữ giang. In truyền rồi. Chả lờ. Tao nói mày dẹp chỗ này. Ba mình lại ăn. Yên chuẩn, yên chuẩn, yên chuẩn. Dạ, không thôi kìa. Đấy. Lúc chào đó ngoài. Ờ, chào đó hoa mẹ. Chả lờ. Yên chuẩn lờ. Yên chuẩn lờ. Yên chuẩn. Wow, yên chuẩn. Ây da, ồ, đi cao thủ sao rồi dạ.
bao ăn ạ? Ăn cho tao mỗi chân, mỗi cho tao ăn. Mỗi chân dầu gì cũng có ăn, mỗi chân hải xích. Thái mẹ, bữa nâng tạch thai. Đừng sao chưa tạch thai. Hello cả nhà ơi. Đây cả nhà. Tối hôm qua chiến tới sáng luôn. Bây giờ người góc nằm ngủ cả nhà ơi. Coi nè, chồng nằm gối trên đầu ngủ, vợ ngồi ăn cua. Đây người góc ngủ chưa, bé Tùa với đi xuống dưới kia chơi nước cả nhà. Đó đây Vân qua cho mọi người coi, người kiếm chỗ một góc ngủ hết rồi. Ủa dép mình đâu ta? Ủa rồi hai người đó mang dép đi rồi, mang dép năm lưng coi được không? Trời cao, mang dép thì năm đi, cao cả tấc cả nhà ơi. Đây làm cái toilet ở chỗ này. Đây người nằm góc ngủ cả nhà. Đây anh xã của Vân đó, nằm góc ngủ. Đây ông Gâu, ông Gâu ngủ trong này, đây trong này cả nhà. Đó ông ngủ trong xe, người ngốc vậy nó ngủ cả nhà. Chiến tới sáng luôn rồi giờ người ngốc nằm góc ngủ vậy đó. Bé Tùa đi với ông bác đi ra ngoài biển, ra ngoài kia. Bé Tùa thích chơi nước ra ngoài kia đó cả nhà. Xe con đó, giờ nắng chói chang, nắng lên chói chang luôn. Và ngoài kia cũng rất là đẹp. Bây giờ bọn mình đang luộc cái con mực, đợi cái con mực luộc xong rồi cái mình sẽ quay con mực cho con mực tuột. Con mực tuột, con này con mực tuột cả nha. Tụi mình làm cái phun này lên nè. Tối hôm qua làm che lên, che xương, che nắng để đỡ khỏi bị xương lên đầu á cả nhà, khỏi bị xương phủ lên đầu. Tụi mình chưa, tối hôm qua là chui vào trong này đó, chui vào trong này chắc cắm trại ở trong này. Dựng hai bên là hai chiếc xe cả nhà, bên này một chiếc xe và bên này một chiếc xe, rồi cột cái tấm bạc ở giữa vậy đó. Ở nhìn nhé, cắm trại. Tối ngoài là tụi mình ở đây đốt than đốt lửa lên, rồi đầu đứng đây ca hát múa nhảy làm rùm tùm beng hết trơn. Thì giờ cái nồi này cá tiếng hả chị Năm? Phải luộc cá tiếng hả? Ông Gâu nói luộc cá tiếng á mà không biết còn ga không. Đây, không biết còn mình còn ga không nữa. Đang luộc cái con bạch tuộc lúc nãy đó cả nhà. Mình có cho nửa lon bia vô cho nó thơm, cho nửa lon bia vô rồi đó. Bọn mình chuẩn bị nấu mì gói cả nhà ơi. Mì gói, mì tôm. Mì gói xong nó bỏ mực vô. Lát nữa mình ăn với mực con bạch tuộc lúc nãy á. Đây, đây là mì gói của bé Tô. Tô nhỏ của tôm. Đứng xích ra, mẹ nấu. Mẹ nấu xong rồi con tới. Nó xì thành thang cho hào. Nước nóng lên con chị đừng qua. Đổ nước sôi vô là ăn được cả nhà ơi. Nhiều mì ở yên xuống mình rồi mình thử. À mà mì hào bao. Hào. Rồi để lên lát nữa cho cái bọc đó trong đó là thịt, đó là thịt bò đó. Cái này là gì? Anh là suy yên nản là thì bà ba suy yên nản định là u sư miền phụ tử. Hello cả nhà ơi, con bạch tuộc luộc xong nó ăn vậy nè cả nhà. Cắt đi, cắt miếng. Trời ơi nó ngon. Trời nó ngon. Mình có cho nửa lon bia vô cả nhà, cho tí xíu nước và cho nửa lon bia vô. Trời ơi nó mềm, nó ngon gì đâu luôn á. Mình tụi mình ăn với mì gói ha. Trời ơi cắt ra nhìn nè.
chấm miếng muối, đưa qua đây, đưa ống kính, 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 mời mời cả nhà cùng ăn chung nha, mời cả nhà cùng ăn chung với con nha. Trời bác quê mới sợ luôn. Trời bác quê sợ luôn. Trời bác quê sợ luôn. Ngon ơi là ngon. Trời ơi, quê phát thứ hai khó quề nha. Ôi ngon. Luôn. Nhỏ nhất cục đá ăn miếng thứ ba là đúng. Ngon. Quá trời ngọt luôn, sướng thật luôn á. Nó giòn, nó ngọt nhau, không có dai miếng nào hết. Ngon. Nó tua. Trong gầu miếng. Tua. Tua cho bè tua. Nó khi bè coi. Ngon. Ngon. Mày giao bè. Ôi mày còn quay à? Ừ. Ừ, ngon quá cả nhà ơi. Đưa bè. Mình lấy mì gói, ăn chung với mì gói rất là ngon luôn á. Ồ, thấy nó là ngọt. Thả vô ý cơ bè, chứ không thiện. Tua. Có chừng cầm cái muối của năm đồng cho con ăn miếng nha. Miếng sò à bẹt. Quá chừng ngọt luôn. Miếng sò xoay cơ. Tối không luộc gì cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon quá. Tôm rồi, tất vô đem ra tụi nó nướng mất tiêu rồi. Con nó nướng mấy cái rau nhỏ nhỏ nhỏ. Ngoài nướng còn nhỏ rồi. Nướng con nhỏ ngon lắm. Ngon quá. Hello cả nhà ơi, mời cả nhà cùng ăn mì gói với bọn Vân nha. Mời cả nhà cùng ăn mì gói với tụi em nha. Đây. Cho em ăn muối nha, ăn muối em giận á, em giận em không ăn luôn á. Đừng giận nè. Chấm vô nè, đó để cho bà đó. Không giận nha. Con bạch tuộc chấm muối cả nhà. Chấm muối chấm muối. Chấm muối đưa chấm muối ớt. Ngon quá trời. Chấm muối ớt. Đưa chấm muối ớt. Trời ơi, bạch tuộc chấm muối ớt cả nhà ơi. Nhức nách luôn. Trời ơi thôi rồi luôn á. À. Nhất, nó mềm nó ngọt và nó ngon. Ăn xong nhức nách. Nhất hai cái nách luôn. Nhất quá khó chịu, nhức nách quá má ơi. Ăn không trong tô. Đây cả nhà. Mì gói, mình chia, mình cái này là một gói nó đầy luôn, mình chia ra với chị Năm đó nha. Chị Năm chỉ ăn ít. Đây. Có mà bạch tuộc trong này cả nhà. Đó. À, trời ơi. Quá ngon luôn. Mời cả nhà cùng ăn chung nha. Quá chừng ngọt luôn. Nguyên đêm tối đâu có ngủ tới giờ này. Không hay. Lúc này tao thức đêm tao chống. Nó chưa có đứt ra mà nuốt nó giật cái ngược lại. Phải nhai từ từ cho nó mềm hết mới nuốt má ơi. Em gấp nuốt cho em ăn mới. Để ngàn cổ bà ơi từ từ. Ăn gấp. Ăn gấp. Ngon quá cả nhà. Lấy cái đó ra chơi nóng rồi. Nóng lắm. Thế nào? Lấy cái mền ra. Nóng luôn. Cái mắt. Cái mắt. Dài quá hả? Cho vô cái mì gói này nó chín nữa. Nó sẽ dài. Tại dai á, con nghe không được. Nó nhai nãy giờ nó chưa nuốt. Cái tôi chưa có nuốt. Xích già. Cho hâm mà thôi. Thôi quá. Nên này tôi tụi đi vào phát từ nên tới xong. Cắt dài cái lúc cúc dưới cho ông ơi. Ông này nè. Nhưng anh lên tôi cho tôi nắp cái chân xin tôi cho nắp bên trên lúa. Mấy rồi? Dài lên mình ăn. Ở trên đi dài. Không sao đâu. Để ăn nữa. Nè. Nghe nổi không? Trời ơi, không tới. Khi người ta lấy vài cục, tự nhiên lấy con cục đó. Cái gì con đó. Không. Phân tử. Phân tử. Mấy dụ xì cái cù nó bên nào? Nó ngon, nó xì cái mấy dụ xì cái cù nó bên nào? Cái hút của nó giòn ngon. Nó ngon ghê luôn, phải nói là ngon ngay luôn á. Quá trời. Cái này gì nè? Cái này gì nhức nách hết. Cái này nhức nách hết không biết làm sao nói. Bây giờ là nhức nách rồi nè. Bây giờ nhức nách rồi đó hả? Quá trời nhức nách luôn.
ngon còn ăn ngon như giống như đồ ăn của má nấu. Ngon như đồ mà ăn má nấu. Sao má mà tự quay tao? Thằng à, tưởng sao thân nóng lên nó giật lắm. Ngày xưa má còn cái mẹ nào ăn cũng khen chứ nha. Lúc bữa nào má nấu xong rồi ăn cũng khen chừng tụ quá trời ngon má ơi, quá trời ngon má. Cái bữa là ba mệt quá mà còn nấu cơm luôn. Mới đem gà má ơi, ngon quá ngon em ra có ngày cái ngon không biết tự nấu. Cái bà ơi tao nói là ngon ăn ngon thì nó ăn ngon thì mình nấu cho nó ăn đi, mình nấu ăn ngon nó thích ăn cái thì mình nấu cho nó ăn đi, mình la nó làm cơ. Thịt bò này nè ăn hả? Bò nhóc trên tôi ăn nữa. Trong trong mì này có bò cả nha. Có thịt bò. Trời nhiều hơn có mì vài miếng. Ăn mấy cái không? Có mỡ nha. Cái gạo chứ ngon. Trời con gà mà nãy giờ nói hút kem miếng gạo sao gạo thơm gạo thơm gạo thơm. Nè muốn hút gạo nhiều hút. Trời ơi quên nãy giờ quên. Ăn thịt hết mới nhớ. Dao. Còn dao tí xíu nó bóc cái dao. Thôi vậy đi. Ăn ngừng hết rồi mới nhớ tới mấy còng rau. Ăn ngừng hết mới nhớ tới mấy còng rau. Tại nghe nó ngon nhất đất nè, lo ăn không? Trong đây nè, trong cái tô mì mà nó có. Từ từ mày đổi qua. Có chú ăn ngon quá. Mày có chú cùng ăn với tôi nha. Mày có chú phải ăn cơ nha. Và chú phải là thổ ba xuê thật vui già. Cô chú thấy con cục tóc có dễ thương hơn không? Ăn, ăn à, nếu mà thích thì con giúp con bấm thích hả? Trời ơi. Sao không đi, không quay được hả? Mặc đồ gì ai đâu biết. Đố mọi người cho ông đi đâu? Đố mọi người ông ấy ông đi đâu? Ông ấy đang đi xuống dưới biển. Đố mọi người ông đi làm cái gì? Ông đi lượm đồ ăn. Ông đi xuống dưới cái tủ lạnh dưới ông đã kiếm đồ ăn. Đi xuống cái tủ lạnh mênh mông đó kiếm đồ ăn cả nhà. Ông đi lấy đồ ăn về ăn. Ôi kìa kìa đây. Biển trời xanh mênh mông. Xô chị lại, xô chị lại. Tướng anh đi rộng thênh thang. Xin chú lại. Kêu ổng gom cái bụng vô, ổng đưa cái bụng ra nữa coi nhà. Ở hồi xe hậu ta hả? Hello cả nhà ơi, ổng lên rồi nè cả nhà ơi. Cái mà ổng lên rồi cả nhà ơi. Ủa? Ông là ông nhất luôn. Ông mới đi xuống dưới tủ lạnh ông lấy đồ ăn lên nè cả nhà. Ông mới xuống tủ lạnh ông lấy đồ mớ đồ ăn lên cả nhà ơi. Trời ơi cực khổ chưa. Nè. Đó cười cái coi. Ui. Trời trời. Đây ông mới xuống tủ lạnh ông lấy mớ đồ ăn lên nè cả nhà. Đây cái tủ lạnh ở dưới, tủ lạnh của ông ở dưới có một mớ đồ ăn gì nè cả nhà. À đó. Con nào còn nấy cả nhà ơi. Trời ơi. Trời ơi chị Năm nó dính nè. Trời ơi cả nhà ơi nè. Tủ lạnh nhà ông đặc biệt ghê luôn á. Con nào con nấy nè. Trời ơi cả nhà ơi nè. Đã quá luôn. Trời ơi. Giống quá ha. Giống quá ha. Trời ơi. Trời ơi ngon quá cả nhà ơi. Ăn đủ suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều ăn nổi đó. Wow. Bữa nay đứa nào ngoan tâm mới cho ăn. Rồi con hai con nhúm biển nè cả nhà. Có hai con nhúm biển rồi mình bỏ lên mình khỏi nước. Ê, đi. Cái này không phải ăn. Không có bỏ nước. Sao? Ừ lấy gần sống đi. Sao? Lấy gần sống đi. Cái này khỏi bỏ nước chị Năm, bỏ về lên hấp được rồi, không có bỏ nước. Cho mấy giọt bia vô được rồi. Nước ra nước lên. Cho mấy giọt bia vô đây, đây có lòng bia uống dở nè. Đúng. Cho mấy giọt bia vô được rồi.
mình cho miếng bia vô ha cả nhà. Đó. Rồi. Trần có tao xa suy thay tua. Rồi em bắt lửa lên cả nhà. Đây cả nhà ơi, chị Năm chỉ cắt con nhum biển này ra ha cả nhà. Nhum biển này cắt ra ăn sống cả nhà. Chị Năm chị giỏi cái này lắm. Cao sấu á. Cao sấu. Là con dầu tờ giờ dầu hơi dầu nó cơ ha. Chào cho chú ý ha. Cắt cái mỏ của nó ra. Anh xã Vân đang gom rác cả nhà ơi. Rác mình tới mình chơi mình xài mình đều gom gọn hết. Chia ra mớ ra bia đồ nè. Sẽ có mấy ông bà, có nhiều ông bà đi lụm cái này á, tụi mình cột sẵn phân loại ra hết để gọn gàng cho mấy ông bà tới lụm á cả nhà. Cho mấy ông bà tới lụm để bán về chai kiếm mớ tiền. Đó tụi mình đều chia ra hết rồi, tụi gác của tụi mình là tụi mình gom gọn lại hết luôn đó. À, anh xã Vân đang gom nè cả nhà. À. Đó gom gọn lại hết luôn. Giờ á. Chị Năm chị cắt ra nè cả nhà. Bây giờ chị đổ cái phần nước bên trong và chị lấy cái phần đen đen ra cả nhà. Mình ăn cái phần vàng vàng cam cam đó đó. Còn phần đen đen chị sẽ lấy ra. Rồi cao đẳng lắm á nhà chị cả nhà ơi. Ai chứ chị Năm cao đẳng lắm á. Mình làm này dứt khoát mình phải nghiêng cổ mới được nha. Mình nghiêng cổ mình thấy đường nha. Phải nghiêng cổ mới được á. Quá trời. Đất có nghiêng không? Không, vú nghiêng. Thầy ơi mẹ, cái nghiêng cổ rồi lát mình ăn. Tan hình tua không? Tua luôn. À, tan hình tua tôi chuyện như chuyện. Tới mùa mà, ông nói tới mùa của nó rồi mà. Ở bên đài toàn đều là trang phục đó. Hả? Đúng rồi. Buổi sáng. Ban đêm, họ đều nằm trong lều. Ngủ. 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 Ừ, để qua bên đi. Làm xong hết đi cắt. Cái con xong nó bò kìa đó. Cái con này là cái con nữ. Vậy hả? Vậy nó bằng bò kìa. Biết nam nữ luôn hả? Con này là cái con gái. Ủa chị, nó không có đâm chị hả? Ừ, cầm nhẹ lắm. Nương tay. Trình độ anh chị. Rất là trình độ luôn. Nhưng mà họ không làm qua, không dám cầm lên cả nhà, sợ bị đâm, không dám cầm lên đâu. Đúng rồi. Ừ. Uống nước đi cho nó khỏe mấy người. Chưa sổ nữa. Wow, chín rồi cả nhà ơi. Chín rồi. Rồi cả nhà ơi, bào ngư với lại con nhím xong rồi cả nhà. Bây giờ mời cả nhà cùng ăn với chị em nhà Vân nha. Ngon lắm. Nè cái con này nè, bào ngư hấp bia cả nhà. Bào ngư hấp bia. Con này làm sao nè? Wow. Cắt ngay cái chỗ mấy cái ngắn của nó giống như chiếc khế vậy đó. Ngon. Cái chỗ mà nó không có trứng á, mình cắt ngay chỗ đó không thôi. Cái ngắn đó hả? Trứng bay mình cắt sạch hết cho bằng sao. Đâu cái này ăn đâu có no đâu mà nói ông nói. Ăn no uống nước nè, ông uống hết chai nước nữa nè. Uống ăn non cà phê thì chai nước. Rồi, em lấy tay em bóc. Được không? Bóc ra hả? Bóc cái gì hết, tầm nhẹp hết. Lấy cái này nè. Ăn bây giờ mình lấy cái con nhỏ nè. Bây giờ ăn trước đi, rồi lấy cái giỏ của nó kêu. Ăn đi Văn, ăn nhanh lên đi, đặng mình lấy cái giỏ. Ngon quá. Rồi. Cái con này em nói với chị nha, cái con này là tính ra là bằng 11 con đó nha. Rồi vậy ta lấy con lớn ta ăn. Ê Dân, mày ăn rồi đó nha. Mày không có được ăn nữa nha. Con hết trơn rồi đó. Thành ra ngồi một con đó. Mày ăn rồi đó nha. Cho tao mượn cái giỏ đi.
con thấy sợ không? Con thấy sợ không? Bây giờ mất tiêu rồi cả nhà ơi. Coi coi nặng nặng coi ăn coi. Chắc chắn không nặng. Nè. Trời ơi, cái móng tay của bà nè. Ôi, cả nhà ơi. Cái nhỏ mới vậy chứ. Trời ơi, không ăn. Bị dụ ăn con bự, không cho ăn con nhỏ đâu. Anh như nó có bị dư kìa. Dạ dạ. Quay sử dụng của chi phẩm hải. Anh như có dư mấy con. Anh như nó có dư mấy con á. Chắc mình ăn được con thứ hai đó. Trước đây. Xem bộ da trăng cơ à. Dư hai con á vậy á. Ngon quá. Ngon đó. Cho chồng em miếng đi. Ừ. Chú ăn đủ miếng nào cho tao ăn miếng trước đi. Ừ, ăn miếng cái này của mày. Mày hai cái của mày hết rồi tao ăn vậy. Bây giờ anh để người khác ăn luôn. Năm nay lần đầu tiên mới có ăn nè. Năm nay lần đầu tiên mới ăn. Đúng, mới vô mùa cả nhà. Mới vô mùa. Chứ còn hải sản xưa đây, mới có mùa. Có tháng 5 là mùa của nó. Ăn tháng đây từ tháng 5 là mùa. Cứ ăn cứ ăn hoài. Đây cái này móc cần chồng em. Ui, nhức nách. Đâu con, đâu con, đâu con, đâu con, lại, 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 quay điện thoại đi. Chập, chập, anh Hận. Hải tàn anh không ơi. Kêu chập mà anh Hải tàn, không có chu hoàng hồn nữa. Hải tàn. Người ta kêu chập tới chợ chuyển cho mấy người đó cho người ta coi. Chu có chập. Chén ho. Ngọt. Thành chén luôn. Nè, ăn sống nè, đó. Cho chồng bầu ngư nha. Chu đấy. Chụp. Mấy bay lửa con bự không tao thông không gặn nó bay lửa. Ăn hai con rồi nha, nhịn nè. Ăn hai con rồi đó hả? Tự lẽ vậy. Âm thầm ăn một cách. Em chưa ăn nữa. Ăn nó nói rồi, nó quên nó không ăn luôn á. Em đừng ăn không, ăn không đừng ăn con. Quê em hốt vợ em ăn nó trộn luôn. Đừng ăn nha, đừng ăn nha. Đừng ăn, dựng đi đừng ăn, dựng đi. Năm nay mới đầu tiên có ăn. Thôi coi dựng đi, dựng thử coi, dựng coi có được ăn không, coi dựng đi. Em để chụp hình lâu quá trời, chịu không nổi. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Thôi gì kỳ cục, tối đi rồi mới đi. Chạy nước miếng, uống quay hả? Trời. Thôi dựng đi. Bồ ngư nói nha, tôi gửi giỏ về cho ăn nè. Dựng đi, dựng đi, thôi dựng đi. Em giận, em giận là em đang đít đó. Được chưa? Nè nè, ăn đầu, em ăn đít nè. Chào chồng con nha. Lâu không? Ủa má mấy đứa này nó ăn lừa con bự chân mẹ nó. Rồi, kể nè, coi đi. Qua lại, qua lại, qua lại, qua lại. Tôi kêu bà dẫn đi. Khoa tiền. Nói nè. Lấy ăn. Ý định đi chưa là phân hào là. Cái vỏ nó đã không? Con bự tự bổ. Đem vỏ gì? Rồi, ngon không? Đây, ăn từ từ nè. Ai đây, nó mất chưa ăn, ngẹn đi. Ngon quá. Sao bỏ cái đó kìa? Cái này là cái ngon nhất hả? Ăn luôn, tôi ăn luôn. Má tôi ăn luôn mà. Bỏ chi ăn luôn. Con này nó ăn mấy cái con rau mà ăn rau biển rồi mà. Thời đại hiếm môi cũng ăn luôn. Lúc trước thôi ăn. Ý là cái phần bao tử của con bầu ngư cả nhà, phần dưới nó có cái phần xanh xanh, thực chất thì người ta nhiều người ta sẽ bỏ đi. Nhưng mà thời đại hiếm hoi mình ăn luôn, tại vì cái con bầu ngư này nó lại đều ăn rong biển không à. Đa phần nó ăn rong biển không à. Chấm muối ăn luôn rồi cho nên. Ngon quá cả nhà ơi. Thật sự mà lâu con. Hồi xưa không? Dám nói không ngon. Abe xuyên biên sang hình xuyên khổ à. Ngon quá. Ngon quá. Sao bóng dựng tôi đi. Thôi dựng đi. Ông xã ăn không xã? Chờ ông xã ăn thiết ngán. Ông xã không ăn thì chừa lại cho em ăn hết. Trời ơi, con bé tua cả nhà đi chơi, đi ra biển chơi về ướt nhẹp hết trơn rồi nha. Đi ra biển chơi ướt nhẹp hết trơn rồi. Trời ơi. Đi ra biển chơi ướt nhẹp hết trơn rồi cô chú ơi. Vậy đồ mẹ ướt đồ mẹ hết rồi. Hello, 我连头也捞不干八岁，然后用这个，我跟你们说，我刚八岁，用这里边捞到我的头上，倒下去。 Lấy cái nón múc nước rồi đổ lên đầu cả nhà ơi, ra hai người ra biển chơi. Nhà con đẹp quá. Đi hoa đi vũ lắm. Học em đi chứ à. Đứa em đi thằng giận quá trời. Đúng rồi. Nói đúng trời ơi.
Hello cả nhà ơi. Bây giờ bọn mình dọn dẹp xong hết rồi. Bây giờ bọn mình đang trên đường đi về nhà cả nhà. Bây giờ mình cục về ha cả nhà ha. Phơi nắng mặt đen hết luôn rồi. Anh xã cũng đen ha. Bé tôi cũng đen nè, bé tôi có xuống tắm nước biển có đen không? Trời ơi. Không có hả? Là mình cùng về công ty hay cả nhà. Chị cùng về công ty chị Năm ha. Gặp nhau ở công ty chị Năm nha. Hai công ty đi chị xin bình can thắng cờ. Hello cả nhà ơi, về tới nơi rồi, bọn mình xuống xe rồi cả nhà. Đi chơi cũng đã quá luôn cả nhà ơi. Chị xã mở đồ. Đây mọi người đều tới hết rồi cả nhà. Người đều tới đây ngồi ăn bánh bông lan hết trơn rồi. Rồi đây ăn bánh bông lan hết rồi kìa. Bữa nay về là khỏe chứ. Hôm nay về sớm, chồng chuẩn bị đi làm. Lát nữa tao tối chồng đi làm. Tối chồng đi làm. Dạ. Chồng chợ đi, hai người lái xe về. Xong đã mấy ông lột quá đầu công khai. Ngươi mà chạy trong nhà hả? Ừ. Chồng em chạy. Ờ đúng rồi, chồng còn đi làm. Chồng về đi làm, xe ông đa em cũng phải cho chạy về. Không, chút nữa kêu chồng tôi chạy xe ông đa. Ông ra lái xe. Mày không được lời lát nữa ông chồng chị Năm chạy xe ông đa. Hai mẹ con em ngồi xe về. Dạ. Ủa hôm nay có đem võng theo mà không nói tới hôm qua lấy ra nằm được cái lắc lư đi rồi trời ơi. Trời ơi hôm qua nằm ngoài lắc lư không biết bao nhiêu sướng. Trời không biết luôn nha. Hôm tối qua là nó nằm ở áo ve rồi nó khỏi sức khuya rồi. Ôi ơi gì mà không biết. Ngày hôm qua đang tính cứ ngồi tính. Trời phải chỉ có cái võng thôi, chỉ có cái võng ngồi tính thôi mà. Hỏi. Ôi coi kìa, giờ về mới biết có cái giọng trên xe. Trên xe em còn mê chơi hơi gục luôn. Tôi. Hello, con ơi. Con ơi. Không biết không mình trả lời. Không được trả lời. Hả? Không biết không nha. Cái mặt bữa nay bị cái mặt hồng hồng là bị nhăn nắng nè. Nhân nắng hồng hồng á. Đi nhân nắng về hồng hồng. Nhân nắng cỡ nào cũng không hồng hồng. Đâu có thấy được đâu. Về tới nhà rồi cả nhà. Tao nói cái mặt tao đi ra ngoài. Nhân nắng không khi nào mà bị nhân nắng. Nhà số cây vậy? Ngộ à? Ngộ à? Nhưng mà theo tao nhân nắng mặt tao có hồi nắng nó sẽ đỏ, sẽ hồng lên rồi qua bữa sau mới đen. Cái mặt đen thù lùi làm gì thấy đỏ. Còn chỗ nào nữa? Mặt đen sao thấy đỏ? Nói chị không có đỏ không cả nhà? Đỏ được á, tại vì cái mặt em ta đủ đen rồi. Thấy đỏ không cả nhà? Đâu rồi? Rồi về tới nhà rồi, bye bye clip tới đây nè. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn vào video tiếp theo. Bye bye. Các con nha. Bye bye. Chị Năm, chị Tâm, bé Tô.